ở Calicut ấy, người ta biết trước đây cũng từng có vài vụ cháy nhà kho của thương nhân nước khác mà không rõ thủ phạm. Lần đầu tiên bọn chúng bị bắt quả tang với đầy đủ vật chứng như vậy, tên đại ca ở đâu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các vị đâu. Từ đây các vị định thế nào? Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc quay về Bồ Đào Nha. Thật ra ta cũng đang muốn gặp các vị để bàn một chuyện. Mày đâu? Ta ra đây. Thư gửi cho tôi sao? Thầy, anh thay vì lấy ước. Hoàng tử không chinh